Đại họa cực lớn, bốn con giáp đúng tháng sáu âm, vận đen đeo bám, xui xẻo triền miên, cẩn thận kẻo tiền bạc đội nón ra đi, tán gia bại sản, giàu đến mấy cũng nghèo mạt vận, nếu không biết ba điều cấm kỵ này. Thưa quý tín chủ thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, may mắn và xui xẻo luôn đi liền với nhau, mặc dù chúng đối lập nhau. May mắn là điều mà ai cũng mong muốn có được, nhưng ngược lại, xui xẻo luôn mang lại những rắc rối tai họa, bởi vậy ai cũng muốn tránh thật xa. Tuy nhiên, không phải cứ tránh đã được, phúc hay họa thường tới bất ngờ, không ai ngờ tới được, nhất là sự xui xẻo. Theo quan điểm của tâm linh thì vận đen là do trời sắp đặt như một thử thách cho cuộc đời của mỗi con người. Còn theo phong thủy thì cho rằng vận đen sẽ đến là do gia chủ phạm vào phong thủy. Còn theo tử vi học thì vận xui đến vào thời điểm mà 12 con giáp bị các sao hung tinh chiếu mệnh. Tạo lập TV biết thời gian qua vận hạn quán thân tính chủ chẳng dứt. Nó khiến mỗi đêm về tính chủ đều thao thức mà nghĩ suy. Nghĩ suy về cuộc sống, nghĩ suy về bản thân, đôi khi nghĩ suy về sự tủi hổ vô cùng khi thấy những gia đình khác ấm êm đủ đầy. Đã thế, đúng tháng 6 âm lịch này lại có đại nạn vô cùng ập đến, nghĩ thôi lại thấy thêm chán nản vô cùng. Nhưng tính chủ à, hãy cứ nghe Tà Lộc TV luận giải chi tiết nhé, vì trong chuỗi những đại hạn lần này sẽ có cơ may cực lớn. Hãy chắc chiêu lật ngược tình thế, hãy dốc lại tinh thần, vững chí và bền tâm, đổi đời hay mất hết tất cả đều phụ thuộc vào tính chủ ở những thời điểm này. Viết cho bốn tính chủ nào đấy, Tà Lộc TV xin tính chủ đừng quá vội vàng. Tà Lộc TV mong tính chủ đừng quá lo toan. Cái gì đã qua hãy để nó trôi, cái gì đã mất hãy coi như chưa từng có. Mong tính chủ giữ được bản tâm, vững vàng bản thân, thông thả làm lại, tỉnh khỏi sự u mê, dừng lại khi có thể. Chắc hẳn quý vị nghe đến đây cũng rất thắc mắc, đó là bốn tuổi nào và bí mật giúp đẩy lùi vận hạn đen đủi là gì? Đúng không ạ? Hãy theo dõi các bậc thầy tử vi bật mí ngay trong video này nhé. Đại họa cực lớn, bốn con giáp đúng tháng 6 âm, vận đen đeo bám, xui xẻo triền miên, cẩn thận kẻo tiền bạc đội nón ra đi, tán gia bại sản, giàu đến mấy cũng nghèo mạt vận, nếu không biết ba điều cấm kỵ này. Con giáp đầu tiên đó chính là tuổi Mùi. Tháng 6 âm lịch được dự báo sẽ mang đến cho tuổi Mùi những thử thách cam go mà bạn không được phép chủ quan hay lơ là ở thời điểm nhạy cảm này. Đây có vẻ là một tháng không mấy khả quan đối với con giáp này. Mọi thứ diễn ra với một nhịp độ rất chậm, tai họa luôn rình rập. Đặc biệt, bạn có điềm báo hao hụt tiền bạc đáng kể trong tháng này do sự xuất hiện của hung tinh. Đây là một thách thức không nhỏ cho các kế hoạch kiếm tiền, đầu tư, kinh doanh của bản mệnh, đặc biệt với dân buôn bán làm ăn. Sự nghiệp cũng nảy sinh nhiều vấn đề, thời điểm này cần phải tập trung hơn vào những việc mình làm thì mới tránh được những rắc rối có thể xảy ra. Ngoài ra bạn còn được nhắc nhở thận trọng với kẻ xấu vì có tiểu nhân vẫn đang chờ đợi bạn lúc bạn sơ hở để lừa gạt tiền bạc. Không có các tinh đồng hành, vận khí của người tuổi Mùi có xu hướng giảm mạnh khi bước sang tháng 6 năm 2024 âm lịch. Mọi thứ có thể sẽ không diễn ra như mong muốn của bạn, hoặc sẽ có những sự cố rắc rối phát sinh bất chợt. Đó đều là những vấn đề bạn sẽ phải đối mặt. Hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần thật vững để không gục ngã trước bất kỳ sóng gió nào. Công việc có dấu hiệu lâm vào bế tắc. Nhiều sự cố bất chợt xảy đến khiến bạn phải mất rất nhiều thời gian để ứng phó. Thậm chí có những người còn đánh mất phương hướng của mình, không biết mình cần phải làm gì mới có thể vượt lên trên nghịch cảnh. Bạn sẽ cần có một cuộc đánh giá lại tình hình tổng quan lúc này, sàng lọc lại
những vấn đề khiến bạn trì hoãn và sinh ra tâm lý tiêu cực. Khi đã loại bỏ những yếu tố cản trở đó, bạn sẽ có đủ tỉnh táo và sáng suốt để tìm ra giải pháp cho tình huống gặp phải. Những khó khăn trong công việc cũng khiến tài lộc của tuổi Mùi khó có bước phát triển, đó là điều khó tránh. Thời điểm hiện tại, bạn nên hạn chế mở rộng quy mô làm ăn của mình. Đây chưa phải là lúc để bạn mạo hiểm và nên bớt những suy nghĩ màu hồng. Đừng nóng vội chạy theo bước chân của người khác, bởi bạn cần thời gian để đánh giá lại những gì mình đã và đang làm. Nếu có vấn đề gì thì cần nhanh chóng rút kinh nghiệm và sửa chữa ngay. Nhìn chung, đây sẽ là một tháng khó khăn với tuổi này. Bạn cần tự tìm động lực cho mình để có thể cố gắng vươn lên. Hãy coi những vấn đề mình gặp phải lúc này là yếu tố cần thiết giúp bản thân tiến bộ. Và dưới đây là 3 điều cấm kỵ cho tuổi Mùi trong tháng 6 âm lịch. Điều cấm kỵ thứ nhất, cho bạn bè, người quen lâu ngày không gặp vay tiền. Người bạn này vốn đã lâu không liên lạc với bạn, nay bỗng xuất hiện và muốn vay tiền. Chắc chắn bạn nên đặt một dấu chấm hỏi to tướng rằng tại sao họ lại chọn ta làm đối tượng mượn tiền. Bởi nếu đã một thời gian dài không liên lạc, chẳng ai lại đủ can đảm đi mượn tiền, trừ khi có lý do gì đó ở phía sau. Dù trong trí nhớ của bạn, người đó cách đây nhiều năm là người tốt thì cũng đừng chủ quan. Vì bạn không hề biết bấy nhiêu năm không gặp cuộc sống của họ thế nào. Mọi thứ đều vô thường, kể cả tâm tính con người. Bạn không rõ được bản chất hiện tại của họ, càng không rõ hành tung của họ. Vậy, khả năng tiền đưa đi không thể quay về là rất cao. Điều cấm kỵ thứ hai, khoe khoang tình cảm gia đình. Đến một giai đoạn nhất định, tình cảm ở nhiều phương diện bao gồm cả gia đình và tình thân đều trở nên ổn định. Về cơ bản, mọi người đều trải qua khoảng thời gian không ngừng cọ sát, mài dũa và thích ứng lẫn nhau để dần dần trở thành những người thân thiết thực sự gắn bó. Chỉ có những người cấp thấp, chưa đủ thấu đáo mới thường xuyên phô trương chuyện tình cảm. Phàm là người càng thích khoe khoang thì gia đình của họ lại càng thiếu im ấm. Họ càng thể hiện thì càng tạo cho người xung quanh cảm giác hòa bình, giả tạo, đầy nghi kỵ và chán ngán. Đời sống tình cảm giống như cốc nước, nóng hay lạnh, chỉ có người uống vào bụng mới biết. Gia đình có hòa thuận, im ấm hay không cũng chẳng nhất thiết phải khoe mẽ với người ngoài, vì thực chất họ cũng chẳng hề quan tâm. Điều cấm kỵ thứ ba, tự lừa dối bản thân. Bạn có thể tự lừa mình tin vào điều gì đó, nhưng rồi sẽ đến một ngày bạn cũng sẽ phải đối diện với sự thật dù muốn hay không. Bạn có từng nói với bản thân rằng bạn không thực sự quan tâm đến một mối quan hệ hay một công việc mơ ước, trong khi sự thật là bạn thật sự quan tâm không? Hoặc khi bạn nói với bản thân rằng bạn có thể từ bỏ một điều gì đó khó khăn ngay cả khi bạn biết rằng bạn có thể sẽ hối hận về điều đó nhiều năm sau. Có lẽ đã đến lúc bạn phải nghiêm túc hơn và thành thật với chính mình. Một lời nói dối với bản thân có thể khiến bạn đưa ra những quyết định phải hối tiếc sau này. Còn bây giờ là tử vi chi tiết từng tuổi Mùi đúng tháng 6 âm. 1. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Công việc của người tuổi Đinh Mùi không được trôi chảy như mong muốn trong tháng 6 âm này. Đinh Mùi có thể cảm thấy khó nhất trí với người khác, kể cả trong những việc hết sức đơn giản. Đinh Mùi cần tránh bình phẩm về người khác hay chia sẻ những suy nghĩ của mình. Điều này có thể gây hại cho bạn. Nếu được yêu cầu nhận xét về ai đó, hãy tránh phán xét vì đó có thể là chiếc bẫy để hại bạn. Bản mệnh cũng cần thận trọng hơn trong các quyết định liên quan tới tiền bạc trong giai đoạn này, bởi nếu bất cẩn thì bạn sẽ dễ rước họa. Vì thế, nếu ai đó can ngăn thì bạn nên lắng nghe. Người làm ăn kinh doanh tránh thực hiện những thay đổi quan trọng cho công việc thường kỳ vì lúc này không phù hợp cho những biến đổi, nên ưu tiên thời gian củng cố và lập kế hoạch cho tương lai. Cuộc sống tình cảm tháng này ẩn chứa nhiều căng thẳng, thậm chí những cãi vã nhỏ nhặt giữa hai vợ chồng cũng có thể bị thổi phồng dẫn tới ẩu đả lớn.
bản mệnh nên cố gắng kiềm chế, không chút bực dọc lên bạn đời hay người yêu. Đặc biệt, tránh dùng những lời lẽ xúc phạm bởi chúng có thể khiến cho bạn phải hối tiếc sau này. Với những ai đang độc thân, đây không phải là thời điểm tốt để theo đuổi một mối quan hệ mới. Hãy hành động từ tốn và vững vàng. 2. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tiểu nhân đình sập, dù người tuổi Kỷ Mùi có tài giỏi đến mấy thì không phải ai cũng hài lòng với cách bạn làm việc. Kẻ tiểu nhân có thể cố tình quấy phá gây ảnh hưởng cuộc sống của bạn. Thời gian này, rắc rối cũng có thể xuất hiện dưới dạng kiện tụng hay tranh chấp pháp lý. Vì thế, bạn nên giữ kín một số bí mật trong kinh doanh của mình, tránh việc vô tình tiết lộ khiến kẻ xấu nhân cơ hội này để gây hại. 3. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Thời điểm này, người tuổi Tân Mùi đừng để tâm đến những lời đàm tiếu bên ngoài. Hãy nhớ lại những ngày nỗ lực không biết mệt mỏi của mình và hiểu rằng thành quả mà bạn có được là hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, để tránh sai sót trong giấy tờ, sổ sách thì bạn nên nhờ một người đáng tin cậy kiểm tra một lần nữa. Thời gian này, bạn có thể vướng phải một vài lỗi nhỏ do có quá nhiều việc phải lo. Con giáp số 2, đó chính là tuổi Tý. Là một trong những con giáp xui xẻo trong tháng 6 âm, người tuổi Tý khá đau đầu phải tìm cách giải quyết các vấn đề rắc rối ập đến. Vận trình không được suôn sẻ như ý khi hung vận lấn át các vận, cho thấy đây là thời điểm bạn cần giải quyết dứt điểm những việc gian dở trước đó. Tinh thần làm việc của bản mệnh cũng khá uể oải. Với tính chất lặp đi lặp lại và thiếu động lực trầm trọng, bạn bắt đầu có cảm giác chán môi trường làm việc hiện tại và muốn chuyển đổi để có cơ hội mới. Trong quá trình làm việc, những chú chuột cũng gặp không ít khó khăn khi làm theo nhóm, phải kết hợp với nhau thì nảy sinh khúc mắc cho mỗi người một ý, không chịu lắng nghe ý kiến của tập thể. Tài lộc có phần giảm sút, khó tránh khỏi tình trạng hao tài tốn của. Có nhiều thời điểm trong tháng bản mệnh được các tinh ứng cứu, mang tới nguồn thu nhập không hề tồi. Tuy nhiên, các việc chi tiêu phát sinh quá nhiều nên tiền vào tay rồi lại đi ngay, khó mà tích lũy được. Thêm một con giáp nữa gặp phải không ít vất vả trong tháng 6 âm lịch này, đó chính là tuổi Tý. Bản mệnh được dự báo vẫn phải tiếp tục chịu những thách thức từ số mệnh khi vận khí tháng mới có phần ảm đạm, chưa thấy dấu hiệu nào thật sự tích cực. Công việc có nhiều biến động, các kế hoạch tiến triển chậm hơn so với dự kiến hoặc bị người khác ngờ vực năng lực khiến tinh thần của bạn dễ bị lung lay. Dù có nhiều dự định trong tháng, nhưng bản mệnh trở nên nôn nóng mà hãy cân nhắc và sắp xếp các kế hoạch kỹ càng trước khi đưa ra quyết định lớn. Giai đoạn này chỉ cần sai một ly cũng đi một dặm, thà chậm mà chắc còn hơn. Cũng bởi có nhiều việc phải bận tâm, khó tập trung vào làm việc quan trọng, nên việc kiếm tiền của tuổi Tý cũng có phần bơi trễ. Việc chi tiêu có phần vượt khỏi tầm kiểm soát. Đã thế, những chú chuột còn gặp đủ chuyện xui xẻo bất ngờ, nên khó có thể cân đối được thu chi, thu nhập vẫn vậy nhưng vẫn chẳng đủ dùng. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ cũng không được như ý, mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng bạn không thể suy đoán được. Một đống hỗn độn đang chờ đợi coi chấp này. Tình yêu muốn bền chặt thì cần phải có lòng tin. Người có đôi hãy nói rõ những nỗi nghi ngờ của mình với đối phương để cùng nhau tháo gỡ vấn đề. Ba điều cấm kỵ dành cho tuổi Tý trong tháng 6 âm. Bạn sự trên đời có nhân ắt có quả. Có sự việc phát sinh ắt có nguyên nhân khởi đầu. Người gieo nhân nào phải gặt quả đó. Vậy nên trong cuộc sống, nếu có thể hiểu thấu đạo lý này thì chẳng phải sẽ thông dong sống cuộc đời tự tại. Hơn nữa, nếu mỗi người đều có thể giới cấm được ba điều này thì ắt họa sẽ đời xa, phúc tự đáo. 1. Điều cấm kỵ thứ nhất, kiêu. Quân tử thụ ngôn, dĩ minh trí. Kiêu hoành cô hành, họa tắc tự sinh. Đại ý rằng, người có thể tiếp thu sự khuyên giải góp ý của người khác mới là bậc chính nhân quân tử,
từ đó giúp bản thân có thêm nhiều góc nhìn khi đối nhân xử thế, mọi việc cũng được sáng suốt hơn. Còn người tự cho mình là đúng, kiêu ngạo, độc tôn thì có thể là người này chưa đánh đã bại, đã tự gieo mầm tai họa cho mình ngay thuở ban đầu. Con người một khi đã kiêu ngạo thì không còn chú ý đến sự tồn tại của người khác và cũng chẳng còn nhìn rõ vạn sự vạn vật, nhất cử nhất động đều lấy bản thân làm trung tâm. Kiêu ngạo sẽ đánh mất đi chuẩn mực làm người và cũng từ đó cắt đi vận tốt của tự thân. Làm người chỉ khi nào có thể bỏ đi sự kiêu ngạo mới có thể quay về bản ngã, tiên, thiên vốn có từ ban đầu, mới có thể quay về trạng thái tốt nhất để làm người. Trong đối nhân xử thế, nếu có thể ngay từ đầu đã thận trọng, khiêm nhường thì trời kính, đất nhường, người người coi trọng, sự sự hanh thông. 2. Điều cấm kỵ thứ hai, đấu. Hòa giả vô cù, thứ giả vô oán, nhẫn giả vô nhục, nhân giả vô địch. Đại ý rằng, giữa người với người, lấy thiện làm căn, ác sẽ chẳng gây thù chuốc oán với ai, có thể khoan dung đãi người, ác cũng chẳng thể vì đó khiến kẻ trách người hờn, buông lời ai oán. Hiểu được giá trị của sự nhẫn nại, ác cũng chẳng thể vì đó mà gặp cảnh trái ngang. Làm người nhân nghĩa lại càng không có chuyện có người thù kẻ hận. Giữa người với người, nếu như lấy đấu tranh làm trọng thì bất kể bản thân thắng hay bại cũng đều bị tổn thương, suy cho cùng cũng đều là bại. Khi không thể bao dung cho người khác, ác tâm thái hẹp hòi, trong việc đối nhân xử thế cũng dễ đắc tội với người khác, tự mình chuốc lấy kẻ thù đối đầu. Chỉ có người buông bỏ tâm đấu tranh, mặc kệ hơn thua được mất, mới có thể sống hòa ái với mọi người, mới có thể lương thiện, từ đó con đường tương lai mới ngày càng rộng mở và tươi sáng, chuyển hòa thành phúc. 3. Điều cấm kỵ thứ 3, tham. Cao phi chi điểu, tử ư mỹ thực, thâm đàm chi ngư, vong ư phương nhị. Đại ý là chim bay cao trên trời nhưng lại chết bởi thức ăn ngon, cá lặn tâm sâu nhưng lại chết bởi miếng mồi thơm. Bất kể là ai, chỉ cần vướng vào chữ tham cũng xem như là hủy cả một đời. Lòng tham thì không thuốc nào chữa được, dù người có thông minh tài giỏi bao nhiêu, nhưng hễ phạm phải chữ tham thì cũng coi như tiền đồ vô vọng, đèn sách uổng công rồi. Đời người bất luận bạn có gặp vận mệnh tốt ra sao, có được cuộc sống giàu sang cỡ nào, cũng cần phải loại bỏ tâm tham, biết đủ là vui mới có thể bảo toàn được vận khí. Biết đủ vốn không phải là cách nghĩ tiêu cực mà là tấm lòng khoáng đãng, ung dung khi đối diện với được mắt thế gian. Cổ nhân có câu, nết người quân tử, tỉnh để tu thân, kiệm dùng dưỡng đức, ấy cũng là từ lẽ đó mà ra. Còn bây giờ là vận mệnh tử vi chi tiết từng tuổi Tý trong tháng 6 âm. 1. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Nhìn chung thời gian này, người tuổi Canh Tý cần cải thiện trí nhớ của mình, nếu không bạn sẽ mắc phải những sai lầm trong cuộc sống. Ai đang có bệnh thì cần tập trung chữa trị, đừng chủ quan. Hãy thường xuyên theo dõi xem cơ thể có hiện tượng lạ gì không để kịp thời thăm khám và điều trị. Hãy chú ý đến vấn đề ăn uống nghỉ ngơi, đừng để tái phát bệnh dạ dày hay bệnh liên quan đến đường ruột tiêu hóa. 2. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Thời gian này, người tuổi Nhâm Tý có thể đối diện với nguy cơ mất mát tiền bạc bất cứ lúc nào. Do đó, mỗi khi đi ra đường, bạn không nên mang theo quá nhiều tiền mặt, đừng chọn lựa trang phục đắt tiền kẻo gây chú ý với những kẻ gian. Ngoài ra, vì tài chính chưa gia tăng được như mong muốn nên bạn cần hạn chế việc mua sắm, kể cả những món đồ giá rẻ hay giảm giá, bởi nếu bạn mua nhiều thì cũng sẽ ngốn một khoản tiền lớn. Cẩn thận đào hoa xấu, trong lúc này những ai đang có đôi nên thận trọng, đừng để những cám dỗ lôi kéo, nếu không sau này bạn sẽ cảm thấy hối hận vì đã vô tình phá vỡ những thứ tốt đẹp đang có đấy. Nếu có ai đó
có ý đồ tiếp cận bạn, bạn nên chú ý giữ khoảng cách phù hợp. Hãy tìm cách biến những mối quan hệ ấy thành mối quan hệ có ích cho sự nghiệp. 3. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Thời gian này, người tuổi Giáp Tý có thể cảm thấy kiệt sức, chán nản, không muốn đi làm do một số mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc sự áp đặt của cấp trên. Tuy nhiên, mọi thứ không hề tệ như bạn nghĩ, bạn nên nhìn mọi thứ theo chiều hướng tích cực hơn, chú ý nắm bắt và tận dụng các thế mạnh của mình. Con giáp số 3, đó chính là tuổi Tuất. Người tuổi Tuất đón tháng mới với vận trình thăng trầm bất định. Công việc ngay từ đầu tháng đã gặp những sự cố khó lường. Các mối quan hệ xã hội trở nên căng thẳng, thị phi, mâu thuẫn. Vì vậy, bản mệnh cần hạn chế tham gia chuyện bao đồng, tập mạch vào chuyện của người khác. Các kế hoạch trong quá trình triển khai đều xuất hiện trục trặc. Có những việc tưởng chừng sắp hoàn thành đến nơi rồi, thì đến giai đoạn cuối cùng lại đổ bể. Áp lực của bạn còn đến từ phương diện tài chính, tài lộc có dấu hiệu đi xuống. Kinh doanh, buôn bán không những không sinh lời mà còn hao hụt đáng kể. Các khoản đầu tư thì nhiều nguy cơ thua lỗ. Vì vậy, bạn sẽ cần quản lý chặt chẽ túi tiền của mình, tích lũy là trên hết. Thêm một tuổi nữa gặp không ít thách thức trong tháng mới, chính là tuổi Tuất. Nhiều khó khăn ập đến đòi hỏi bạn phải thật sự cố gắng vươn lên, cho nên nghĩ đến việc bỏ dở giữa chừng. Nếu bạn bỏ cuộc thì công lao từ trước đến nay đều đổ sông đổ bể. Tinh thần làm việc sa sút có thể coi là nguyên nhân chính khiến công việc của bạn trở nên rối ren và trì trệ trong tháng 6 âm lịch. Tuổi Tuất có phần lơ là, nhiều khi làm việc chỉ để đối phó chứ không thật sự để tâm vào những việc mình đang làm. Bạn có thể đang tự tin vào khả năng lấp liếm của mình, nhưng chính sự tắc trách đó có thể dẫn tới những lỗi sai đáng tiếc, thậm chí để lại hậu quả khó lường. Tuổi Tuất nên nghiêm khắc hơn với bản thân mình. Đồng thời, nếu cảm thấy việc nào vượt quá khả năng của mình thì nên chủ động nhờ đến sự giúp đỡ của người khác để nhanh chóng giải quyết, chớ nên im lặng cho qua. Thời điểm này quan trọng nhất là duy trì tiến độ và chất lượng công việc. Những vấn đề khác nên được tạm dẹp qua một bên. Về tài lộc, việc làm ăn của con giáp này cũng được dự đoán sẽ vướng phải nhiều khó khăn bởi bạn thường xuyên chậm chân hơn so với đối thủ, khiến các khoản lãi lời chẳng được như xưa, lượng khách hàng cũng có dấu hiệu sụt giảm. Có thể cách tính toán hay phương pháp làm ăn của bạn đã không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Bạn nên tự tìm hiểu nhu cầu thị trường, thị hiếu của khách hàng để có sự điều chỉnh kịp thời, lấy lại vị thế sẵn có, khi đó lợi nhuận sẽ lại dồi dào. Thêm vào đó, sức khỏe có dấu hiệu suy giảm cũng khiến tuổi Tuất dễ phải tốn tiền cho các hoạt động thuốc men, khám chữa bệnh, khiến tài chính vốn đã eo hẹp lại càng eo hẹp hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy nhớ sinh hoạt điều độ, suy nghĩ lạc quan, vận động hợp lý để cải thiện sức khỏe. 3 điều cấm kỵ dành cho tuổi Tuất trong tháng 6 âm. Điều cấm kỵ đầu tiên, bóc mẽ khuyết điểm của người khác. Làm người ai ai cũng có khuyết điểm, ai ai cũng khó tránh khỏi đôi lần mắc lỗi. Những lỗi lầm hay khuyết điểm ấy, dẫu có lớn nhỏ thế nào, cũng cần được cảm thông và dung thứ. Bởi vậy, khi nói chuyện cần phải tinh tế, không nên lấy lòng dạ ngay thẳng, làm cái cớ để không còn giữ mồm, giữ miệng. Dù là người thẳng thắn thật thà, cũng không nên bóc trần khuyết điểm của người khác. Trong bất kể trường hợp nào, nói chuyện mà không để tâm đến cảm xúc của đối phương sẽ rất dễ khiến người ta bị dồn vào chân tường mà không có đường lui. Điều cấm kỵ thứ hai, thổi phồng bản thân. Được người khác khen ngợi, đó gọi là danh tiếng, còn tự mình khen ngợi, đó gọi là khoe khoang. Một người không chút lý trí, lải nhải không thôi sẽ trở nên tầm thường, thiển cận, thiếu hàm dưỡng và cũng không được hoan nghênh. Dù chúng ta thật sự có tài năng thì cũng không cần phải nói lời khoác lác. Người khác tự nhiên sẽ biết được năng lực và ưu điểm của mình. Vậy nên những lời thổi phồng bản thân tốt nhất là đừng nên nói.
Điều cấm kỵ thứ ba, làm những chuyện ham chiếm tiện nghi. Nói đến lợi ích, có những thứ bất kể bề mặt ai ai cũng rất nhìn thấy được, nhưng lại có những thứ rất ẩn hình, tưởng là phúc đấy, thật ra là họa, tưởng là lợi đấy, thật ra lại thiệt thòi nhiều hơn. Bởi vậy, chỉ có người dại mới ham chiếm tiện nghi, tranh tranh đấu đấu, tìm cách vơ lợi ích về mình. Họ tưởng rằng đó là khôn ngoan, nhưng cuối cùng lại khiến bản thân phải chịu thiệt nhiều hơn. Ngược lại, người khôn sẽ không vì cái lợi trước mắt mà chiếm đoạt tiện nghi bất chính. Họ hiểu rõ đạo lý nhân quả, muốn được thì phải biết phó xuất. Trên đời không có của trời cho, vậy nên họ sẵn sàng chịu thiệt, nhường một bước để thấy biển rộng trời cao. Kỳ thực, chịu thiệt chính là phúc. Có những lúc chịu thiệt thòi mới có thể nhận được phúc báo sau này. Nói đi nói lại cũng chính là muốn nhận được hồi báo thì phải học cách cho đi. Còn ngay bây giờ là vận mệnh tử vi chi tiết từng tuổi Tuất trong tháng 6 âm lịch. 1. Tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Khó khăn công việc. Cho dù người tuổi Canh Tuất có năng lực đến mấy thì đôi khi bạn vẫn để xảy ra những lỗi sai ngớ ngẩn hoặc bị những kẻ thù ghét chọc ngoáy, khó có thể yên thân để tập trung làm việc. Có thể thấy rằng phương diện sự nghiệp sẽ không được suôn sẻ như những gì mà bạn mong muốn. Thế nhưng khó khăn đôi khi là điều không tránh khỏi và bạn vẫn phải kiên trì tiến bước. Chi tiêu tốn kém, bản mệnh cũng nên thận trọng hơn trong làm ăn. Cho dù cơ hội hiện tại khá tốt, bạn phải có cái nhìn vừa tổng thể vừa chi tiết về việc kinh doanh, nếu không sẽ xảy ra tình trạng vẫn bán được hàng nhưng lại bị lỗ. Người làm công ăn lương không nên chi số tiền lớn để mua sắm cho những món đồ đắt tiền xa xỉ. Nếu muốn mua món đồ công nghệ hoặc trang thiết bị đắt tiền trong nhà thì bạn nên có kế hoạch từ sớm. Thời gian này, cãi cọ có thể bủa vây cuộc sống gia đình, ảnh hưởng tới quan hệ vợ chồng hay quan hệ tình yêu. Cả hai người đều nên hạ cái tôi của mình xuống, không nên cố giành thắng lợi trong những cuộc tranh cãi này, bởi kết quả cuối cùng là ai cũng sẽ bị tổn thương. Một số cặp đôi không nhận được sự đồng ý của người thân, thật ra chuyện gì cũng có lý do của nó, bạn chớ tức giận hay tranh cãi mà nên bình tâm suy nghĩ. Ngoài ra, đừng bỏ ngoài tai lời góp ý của những người yêu mến bạn. 2. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Công việc khó lường, những kế hoạch tưởng như đang rất ổn thỏa cũng có thể lệch khỏi đường ray trong thời gian này. Khi người tuổi Nhâm Tuất phải tốn công tốn sức khá nhiều trong việc điều chỉnh lại mọi thứ. Vì thế, lúc này không phải là khoảng thời gian thích hợp để bạn lười biếng bỏ bê. Hãy mạnh dạn đối diện với các vấn đề, bạn sẽ dần tìm ra cách giải quyết phù hợp. Vợ chồng mâu thuẫn, thời điểm này, căng thẳng trong gia đình có thể kéo dài cho dù bạn đã xuống nước và muốn xin lỗi. Hãy cho đối phương thêm thời gian nữa để người ta hiểu ra tình hình, không nên ép họ phải hiểu bạn ngay lập tức. Với người còn độc thân lúc này, bạn chớ vội hành động theo cảm tính. Dù có vừa ý với ai, bạn cũng không cần quá vội vã đến với đối phương. Hãy dành thêm thời gian để cân nhắc và hiểu rõ hơn về người ấy đã. 3. Tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994. Tử vi khoa học điểm danh tuổi Giáp Tuất là một trong những con giáp xui xẻo tháng 6 âm tế. Trong khoảng thời gian này, vận khí của bản mệnh không tốt, có dấu hiệu sa sút, đặc biệt là trong công việc và vấn đề tài chính. Ngay từ đầu, bản mệnh đã phải đối diện với khá nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Bạn phải làm việc vất vả mà không nhận được sự giúp đỡ của người khác, nên lúc nào cũng thấy rất mệt mỏi. May mà đến cuối tháng, sự cố gắng của bạn cũng dần nhận lại được kết quả tương xứng. Có hung tinh xung chiếu, tài vận cũng gặp nhiều khó khăn. Người làm ăn kinh doanh không nên quá vội vàng trong các quyết định đầu tư, kinh doanh, vì tháng này chưa phải là thời điểm thích hợp. Tốt nhất, bản mệnh nên tiếp tục dành thời gian chuẩn bị các yếu tố, nhân lực, vật lực, tìm hiểu thêm về tình hình thị trường. Bên cạnh đó, bạn làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu, đặc biệt là trong thời điểm kinh tế không dư giả thế này. Nếu không, bạn dễ đi vào cảnh cháy túi,
thậm chí phải vay mượn mọi người xung quanh. Con giáp cuối cùng đó chính là tuổi Sửu. Vận trình tuổi Sửu có xu hướng đi xuống trong thời gian này. Áp lực bủa vây khiến tinh thần của bản mệnh xuống dốc nghiêm trọng, kèm theo đó là những muộn phiền về công việc, chuyện tình cảm. Bản mệnh phải đương đầu với không ít rắc rối do hung vận tăng mạnh, dễ bị tiểu nhân quấy phá, gây cản trở trong công việc. Sự cạnh tranh ngày càng lớn càng khiến con giáp này phải chịu áp lực không hề nhỏ. Thời điểm này, bạn được khuyên cần kiên nhẫn và suy nghĩ thấu đáo trước khi làm bất cứ việc gì. Những hành động hấp tấp, nóng vội sẽ chỉ dẫn đến những sai sót khó lường, kéo theo nhiều hệ lụy mà bạn không thể lường hết hậu quả. Vận tài lộc cũng không mấy tích cực. Tình hình tài chính như hiện tại chỉ có thể gọi là tạm ổn định, đủ ăn, đủ tiêu. Bạn vẫn có thể tiến hành việc kinh doanh nếu đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng vẫn cần phải nghiên cứu thật kỹ để tránh rủi ro và bị người khác lợi dụng. Chuyện tình cảm của bản mệnh gần như không có điểm sáng trong suốt thời gian này. Mối quan hệ lứa đôi đang thiếu đi những cảm xúc lãng mạn và ngọt ngào cần có. Mọi thứ rơi vào tình trạng nhạt nhẽo quá lâu. Để phòng có kẻ thứ ba xen ngang phá hoại tình cảm đôi lứa. Bước sang tháng 6 năm 2024 âm lịch, người tuổi Sửu khó mà có những giây phút thảnh thơi khi gần như trong suốt cả tháng này bản mệnh sẽ thường phải căng thẳng đầu óc để xử lý những rắc rối khó khăn do hung vận quá lớn gây ra. Công việc được dự đoán có nhiều trở lực, các mối quan hệ xã giao trở nên bất ổn, điều tiếng thị phi bủa vây khiến uy tín của con giáp này bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, bạn không nên nóng lòng chứng minh bất cứ điều gì, kẻo càng mua dây buộc mình. Hãy cứ giữ bình tĩnh và làm việc đúng bổn phận, chất lượng công việc sẽ chứng minh tất cả. Xui xẻo còn đeo bám con giáp này ở phương diện tài lộc. Tháng này bản mệnh vẫn chưa thể đạt được mục tiêu như dự kiến, vì thế mà nguồn thu lương thưởng cũng bị giảm hẳn, chỉ đủ để chi tiêu những khoản sinh hoạt phí bắt buộc. Cuộc sống rất dễ rơi vào tình trạng bế tắc nếu bạn không tiết kiệm hơn. Đầu tư kinh doanh được nhắc nhở nên thận trọng, vận khí bất ổn, bạn có thể vấp phải chiêu trò chơi xấu của đối thủ hay tiểu nhân, gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Chuyện tình cảm cũng có nhiều trục trặc do những hoài nghi ghen tuông giữa lứa đôi. Nếu cả hai đều cố chấp, không chịu nhượng bộ, cứ chuyện bé xé ra to thì đôi bên xung đột còn nghiêm trọng hơn, tình cảm cũng khó mà hàn gắn. Ba điều cấm kỵ tuổi Sửu trở nên phạm phải trong tháng 6 âm này. Mỗi người hãy tự nhìn lại bản thân để xem mình có đang phạm phải những điều cấm kỵ dưới đây hay không. 1. Đừng tự cho mình thanh cao. Trong cuộc đời này có rất nhiều người giỏi hơn ta, xuất sắc hơn ta. Hãy duy trì lối tư duy khiêm tốn, đừng tự cho mình thanh cao. Khi người khác coi bạn là lãnh đạo, bản thân bạn chớ tự xem mình là lãnh đạo. Khi người khác không xem bạn là lãnh đạo, bạn nhất định phải xem bản thân là lãnh đạo. Hãy sống theo cách riêng, chuẩn mực của mình, đừng hù theo đám đông. Quyền lực là nhất thời, tiền bạc là những vật ngoài thân, chỉ có sức khỏe là của mình, làm người là việc lâu dài, là việc của cả đời. 2. Đừng tùy tiện hứa suông. Lời nói một khi đã nói ra phải được đảm bảo giữ chữ tín. Gieo hành động sẽ gặp thói quen, gieo thói quen sẽ gặp tính cách, gieo tính cách sẽ gặp vận mệnh, thói quen hình thành tạo nên một con người. 3. Đừng dễ dãi cầu cứu người khác. Sống trên đời ai cũng muốn được sống cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản, chẳng ai muốn nhận thêm gánh nặng trên vai. Thế nên, bớt được rắc rối cho người khác càng nhiều sẽ càng tốt. Đừng dễ dãi cầu cứu người khác khi chính bản thân mình chưa động não, chưa thật sự hành động. Hãy xem mình là người khác để giảm bớt đau khổ, bình thản và vui vẻ. Hãy xem người khác như chính bản thân mình để cùng chia sẻ những bất hạnh, thấu hiểu sự cần thiết.
hãy xem người khác là người khác để tôn trọng tính độc lập, không xâm phạm tới họ. Hãy xem mình là chính mình để nâng niu bản thân, sống vui vẻ từng ngày, có thể nhận thức được người khác. Đó là một dạng trí tuệ. Được người khác nhận thức, đó là một dạng hạnh phúc. Có thể hiểu bản thân, đó là khả năng của Bậc Thánh Hiền. Ngay sau đây là vận mệnh tử vi chi tiết từng con giáp tuổi Sửu theo năm sinh âm lịch. 1. Tuổi Tân Sửu 1961. Trong tháng mới, vận trình của tuổi Tân Sửu xuống dốc không phanh, từ công việc cho tới chuyện tình cảm. Đây có thể là một tháng khá khó khăn đối với bản mệnh, cần có sự chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Khó khăn bủa vây trong quá trình làm việc ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu suất và tiến độ của bạn. Bản mệnh lại quá kiêu ngạo, tự coi mình là nhất, từ chối hợp tác với mọi người nên dễ gặp phải rắc rối. Bên cạnh đó, Tân Sửu cũng không biết cách thay đổi góc độ đánh giá vấn đề nên càng lâm vào ngõ cụt. Phương diện tài chính cũng chưa có dấu hiệu phát triển tích cực trong tháng này. Tân Sửu cần phải thận trọng trước các quyết định đầu tư, kinh doanh, kẻo dễ rơi vào bẫy của kẻ xấu. Làm việc gì bạn cũng cần phải biết lượng sức mình. Trong chuyện tình cảm, bầu không khí gia đình Tân Sửu rơi vào trạng thái khá căng thẳng. Tân Sửu quá ích kỷ, không biết nghĩ cho nữ kia, nên người ấy dần cảm thấy mệt mỏi. Hãy thay đổi cách hành xử của mình trước khi mọi chuyện quá muộn. 2. Tuổi Quý Sửu 1973. Là một trong những con giáp xui xẻo trong tháng 6 âm này, công việc của người tuổi Quý Sửu khó mà tiến triển theo chiều hướng mà bạn mong muốn. Ngay từ đầu tháng, Quý Sửu đã thấy nhiều khó khăn và thách thức ập đến với mình. Công việc sẽ không diễn ra theo kế hoạch, khiến bản mệnh tất bật chạy đôn chạy đáo, lo việc mà hiệu quả không cao, kết quả không như ý muốn. Tại thời điểm này, bản mệnh cần cổ vũ bản thân tiến về phía trước, không nên đầu hàng nghịch cảnh. Hãy coi khó khăn là cơ hội để bạn rèn luyện bản thân và vươn lên khẳng định vị thế. Tài lộc cũng có dấu hiệu sa sút, người làm ăn kinh doanh có thể chưa thu được lợi nhuận như dự kiến vào thời điểm này. Bạn nên bình tĩnh đánh giá tình hình, không nên vội vàng chạy theo xu thế mà bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn, tự đẩy mình vào cảnh hao tài tốn của. Không dừng lại ở đó, vận xui còn đeo bám con giáp này sang cả chuyện tình cảm nữa. Giữa đôi lứa vẫn còn nhiều điều cần phải giải quyết. Hãy chân thành và thẳng thắn với nhau trong mọi chuyện, đừng giữ khúc mắc trong lòng, điều đó sẽ tạo nên khoảng cách giữa đôi bên. 3. Tuổi Ất Sửu 1985. Người tuổi Ất Sửu được nhắc nhở cần chuẩn bị tinh thần vững vàng để có thể đương đầu với mọi rối ren, áp lực và muộn phiền trong tháng 6 âm. Sự nghiệp khá bấp bênh, Ất Sửu gần như khó mà có cơ hội thăng tiến ở thời điểm này. Bản mệnh cần nhắc nhở mình tập trung làm việc, chớ nên lơ là, kẻo để xảy ra lỗi sai không đáng có, phải tốn thêm thời gian khắc phục. Tình hình tài chính đang dậm chân tại chỗ, có lẽ đã đến lúc bạn nên nhìn nhận lại những gì mình đã và đang làm. Nếu có vấn đề ở đâu thì nên khắc phục, chớ đi mãi theo một lối mòn, khiến đối thủ cạnh tranh tìm ra cơ hội vượt qua. Đây cũng không phải là khoảng thời gian thích hợp cho việc đầu tư kinh doanh, chớ vì cả tin ham làm giàu nhanh mà bị lừa gạt chiếm đoạt tài sản. Phương diện tình cảm cũng chẳng yên bình khi vợ chồng bạn đều đặt cái tôi cá nhân lên quá cao, chẳng ai muốn nghe lời của người còn lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bầu không khí trong gia đình sẽ ngày càng căng thẳng, rạn nứt rất dễ xảy ra. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt. Hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.